À, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một thiết bị mới mình mới mua về. Và thiết bị này là gì? Và thiết bị này chính là thiết bị giúp chúng ta biến những chiếc loa có dây thành những chiếc loa không dây và kết nối bằng Bluetooth. Và thiết bị này mình mua trên Tiki với giá là 87.000. 87.000. Các bạn có nhìn thấy ở đây là 87.000. Và bây giờ mình sẽ khui cái thiết bị này ra xem nó gồm những thứ gì. Đây. Bây giờ mình sẽ khui ra. Thiết bị này là gồm một cái dây là một đầu là 3.5 và ra một đầu là bông hoa sen. Một thiết bị phát Bluetooth và một dây 3.5 hai đầu đực. Một dây sạc USB. Một dây USB nối dài và độ dài của nó chắc là cái này chắc là 1,5 mét. Một cổng sạc. Đây là những thiết bị và bây giờ mình sẽ khui. 85.000, xin lỗi 87.000 này, chúng ta có những thiết bị này. Và đây, và khi kết nối thì các bạn cắm cái này, cắm vào như thế này để lấy nguồn. Để lấy nguồn nó hơi rít một tí, các bạn cũng có thể cái cục sạc này nó hơi rít một tí, rồi cắm như thế này. Hoặc là nếu mà nó chỗ mà dây nó không được dài thì các bạn có thể sử dụng cái dây USB nối dài này, các bạn cũng có thể sử dụng dây USB nối dài này để cắm. Dây này là dài 1,5 mét. Đây, chúng ta có thể sử dụng như thế này. Ta cắm một đầu vào đây. Và một đầu chúng ta cắm cắm vào đây để cấp nguồn. Như thế này. Và cái dây này là chúng ta kết nối ra loa. Và ở đây mình có cái dây này rồi nên là mình sẽ không khui cái dây này, mình sử dụng cái dây có sẵn ở trong loa. Và nếu mà cái đầu đầu USB của các xin lỗi cái đầu mà loa của các bạn mà là dây 3.5 thì các bạn cắm vào đây một đầu, các bạn cắm vào đây nha, một đầu các bạn cắm đây và đầu này các bạn cắm vào loa. Sau đó các bạn có thể kết nối Bluetooth trên điện thoại hoặc là trên máy tính để biến một cái loa có dây thành loa không dây. Và bây giờ mình sẽ kết nối thử cho các bạn cùng cùng xem. Và đây là mình có một cái dây là dây một đầu là đầu 3.5 và một đầu là đầu hoa sen. Mình sẽ kết nối cái đầu hoa sen này vào cái loa ở đây.
Kết nối vào cái loa ở đây. Chưa? Ngoài đây là cái loa. Rồi, còn ở đây mình do mình dây mình dài, mình không cần sử dụng cái dây dây nối dài. Và đây mình sẽ sử dụng cái này, mình cắm vào cái đầu đầu sạc và mình sử dụng như thế này tại vì. Và bước tiếp theo á, mình sẽ cắm nó vào cái chỗ nguồn điện. Nguồn điện như thế này. Và sau đó cái đầu 3.5 là mình cắm vào đây để mình kết nối. Như vậy là mình đã kết nối xong với thiết bị Bluetooth. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang máy tính để kết nối với thiết bị Bluetooth này, phát nhạc từ máy tính vào loa mà không cần có dây kết nối vào vào máy tính. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối máy tính với thiết bị Bluetooth để phát ra loa. Thì các bạn bấm vào cái biểu tượng hình chữ nhật ở góc dưới bên phải. Sau đó các bạn bấm vào Connect và các bạn đợi một lát, nó sẽ xuất hiện thiết bị Bluetooth. Và các bạn thấy ở đây là cái thiết bị mà mình mới mua về có tên là ZM1 và các bạn bấm vào kết nối. Và khi đó thì khi nó báo là Connected là đã kết nối thành công và các bạn có thể phát âm thanh ra à loa. Và bây giờ tôi sẽ mở một cái video ở trong máy tính đi nhỉ, cái video của tôi. Và các bạn sẽ quan sát thấy là âm thanh nó sẽ được phát ra. Các bạn có thể thấy âm thanh sẽ được phát ra ngoài loa bằng thiết bị Bluetooth. Và ở đây các bạn thấy là mình đang phát âm thanh từ loa và loa. Đây là loa Bluetooth. Và đây là thiết bị Bluetooth không dây kết nối với vi tính phát ra loa mà không cần kết nối với cổng 3.5 ở trên máy tính, mà ở đây là phát không dây. Trong số các thầy cô giáo đó có cô Hồ Thị Liễu. Cô giáo Hồ Thị Liễu sinh ngày 20 tháng 7 năm 1000. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong các bạn cách kết nối thiết bị Bluetooth, biến loa có dây thành loa không dây, kết nối không dây. Hoặc ở đây chúng ta có thể kết nối bằng điện thoại bằng cách các bạn vuốt từ trên xuống và các bạn giữ vào chỗ Bluetooth và các bạn bật Bluetooth lên. Ở đây có các bạn vuốt từ trên xuống và có cái biểu tượng Bluetooth, các bạn giữ vào biểu tượng Bluetooth và các bạn bật Bluetooth lên ở trạng thái là bật. Và khi đó các bạn đợi một lát thì các bạn thấy thiết bị có sẵn có tên là ZM1 là thiết bị của Bluetooth và các bạn kết nối và nó sẽ các bạn cho phép ghép nối và khi đó nó sẽ thông báo
thông báo kết nối thành công. Đã ghép nối và các bạn có thể sử dụng kết nối phát nhạc ra loa Bluetooth. Ở đây tôi sẽ lấy một video. Rồi, lấy một video. Các bạn có thể thấy âm thanh đã ra loa. Các bạn có thể thấy âm thanh đã ra loa. Vậy là trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh đã thành lập được 24 năm. Trải qua 24 năm, trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh... Như vậy là tôi đã kết nối thành công Bluetooth với thiết bị không dây của loa máy tính. Video đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bao thế hệ các thầy giáo, cô giáo đến